Hello bạn. Ôi trời ơi. Cái này đâu phải tàng hình đâu. Không tàng hình được rồi. Cái này không tàng hình các bạn ơi. Không tàng hình được, không tàng hình được. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đi review tiếp cái bản script V11 của bạn Minh Thiện nha các bạn ơi. Thì hôm qua bạn ấy cũng đã liên lạc với mình và bạn ấy cũng đã gửi cho mình cái script để mình review rồi. Thì bây giờ thì xin mời các bạn hướng lên màn hình và sau đó là chúng ta sẽ cùng nhau test xem là cái script này nó sẽ có những gì hay ho nha các bạn ơi. Ở đầu tiên ấy thì vấn đề đầu tiên đó là chúng ta cần phải cài lại cái phần GG của cái bản của bạn Minh Thiện này, bởi vì là bạn ấy không viết riêng script để dùng GG chung nữa, mà cái GG này chúng ta đây. Các bạn nhìn thấy cái biểu tượng nó khác này các bạn này. Biểu tượng này là biểu tượng của bạn Minh Thiện A1 game ấy. Đấy thì chúng ta cần phải cài lại với lại ẩn lại vào Lucky Patcher nhé. Và cách ẩn như nào thì các bạn có thể vào nhóm Zalo của mình để có thể là biết được cách ẩn này, rồi là biết được những cái ví dụ như file fix MT gì đó. Rồi sau khi đến hải đăng rồi thì chúng ta sẽ cùng mở cái game Warden của bạn Minh Thiện lên nhé các bạn ơi. À và còn key, bạn nào mới cài đặt đấy thì chúng ta sẽ ấn vào cái bạn nào mới cài đặt thì chúng ta sau khi ấn vào cái game Warden thì chúng ta chọn trò chơi nhé. Và chúng ta sẽ bấm cái ba gạch này. Đây nó sẽ có cái chỗ hai game Warden từ trò chơi này, chúng ta sẽ chọn 2-3 chưa này. Đấy, bypass thì chúng ta chọn không có gì. Rồi tiếp nữa một cái nữa đó là ngăn chặn dỡ bỏ này, chúng ta sẽ ngăn chặn dỡ bỏ là chọn cấp độ 3 nhé. Sau khi chọn xong rồi chúng ta bấm ngược lại cái kính lúp này và chúng ta sẽ bấm vào cái dấu tam giác ở đây. Thì ở đây chúng ta sẽ cần phải chọn, đấy là đó như bản V11 ở đây. Script Minh Thiện V11 nha các bạn ơi. Rồi chúng ta sẽ ấn hành hình này. Đây chúng ta ấn đồng ý. Còn key các bạn sẽ phải lấy ở nhóm Zalo của bạn Minh Thiện nhé. Ở đây thì bạn ấy bảo là key các bạn vào đây lấy, cho nên là mình không công khai key ở đây nhé các bạn ơi. Rồi bây giờ thì mình sẽ vào cái menu này để xem bạn có muốn chơi bổ củi không. Thì mình từ từ nhé, mình cứ ấn ok đã để xem nó sẽ có nút có nút không, thì tạm thời mình ấn nút không trước nhé, tí nữa mình bổ sau. Rồi ở đây thì cũng tương tự như là cái bản Minh Thiện mà lần trước cách đây cũng lâu lâu rồi mình review đấy, thì là cũng có bật không mít lốc cam này, đấy bật hiện cá này. Đấy thì thường là mình sẽ bật hai cái này thôi, không mít rồi lốc cam hiện cá là mình thấy rất là vui rồi, và giúp cho chúng ta câu không bị hụt cá to. Đấy, đây có cả bật đi trên mặt nước này, độn thổ này. Cái độn thổ này thì chúng ta không cần phải dùng lắm, bởi vì là nếu mà dùng thì nó sẽ đi xuyên tường các thứ thôi. Đấy, đi trên mặt nước thì khi nếu các bạn nào bật đi trên mặt nước ấy, thì chúng ta không câu được đâu nhé. Và đây thì chúng ta cần phải tắt đi thì chúng ta mới có thể câu được. Đây có chạy nhanh này các bạn này. Đấy, bật tàng hình. Đấy, bật tàng hình nữa cả, tí mình thử nhá. Để xem đấy. Đây bật mã hóa tên là có mã hóa tên luôn các bạn ơi. Đây chúng ta sẽ bật mã hóa tên nhé. Lọc cơm thì chắc là nó gồm cả không mít, lốc cam và hiện cá đấy các bạn ạ. Cho nên là mình chọn rồi, ở trên mình chọn ở trên rồi thì không cần chọn nữa nhé. Chúng ta ấn ok đây. Hay là không bật cùng một lúc hay sao các bạn ơi. Hình như không bật cùng một lúc được. Đây, cái này đi. Đây là xem. Rồi hiện rồi nhưng mà chưa mã hóa tên các bạn ạ. Để xem nhá, mình bật riêng cái mã hóa tên xem nào. Bật mã hóa tên. Không được. Mã hóa tên này hình như là không được. Còn bây giờ thì hiện cá rồi này các bạn này. Đấy, hiện cá rồi đây. Rồi, hiện cá rồi đấy. Và tất nhiên là không mít thì chúng ta cần phải đi kèm với nó là chúng ta khi mà cá cắn ấy, chúng ta phải đợi 10 giây nhé. Không đợi 10 giây là không được đâu các bạn ạ. Đâu mình thử cái gì nhỉ? Bật tàng hình thế nào.
tàng hình rồi đúng không? Bây giờ tàng hình rồi mình đi đi kiếm các bạn xem đi kiếm các bạn thấy mình không? Mình sẽ chọn ở cái chỗ bổ củi nơi đông người nhé. Chỗ ở đông người ta. Giờ này là giờ gì nhỉ? Các bạn đang đi chiều đúng không? 1 giờ chiều rồi. Giờ là các bạn đang đi, có thể là đang đang săn cá dâu trắng chẳng hạn. Bây giờ mình thử xem nào. Sao cái thị trấn này nó vắng thế này? Không có người luôn. Chắc mình phải ra thuyền quá các bạn ơi. Đằng nào cũng sắp đêm rồi. Mình sẽ ra thuyền trước nhé. Để xem khi bật tàng hình rồi thì có các bạn có thấy mình không? Đây 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 đây. Mình sẽ bổ ở đây nhé các bạn này. Bạn Minh Thiện là đêm bổ ở đây là ra sát thủ rồi các bạn này. Hello bạn. Ôi trời ơi. Cái này đâu phải tàng hình đâu. Không tàng hình được rồi. Cái này không tàng hình các bạn ơi. Không tàng hình được, không tàng hình được. Vậy thì bây giờ mình sẽ test là bổ củi nhé các bạn nhá. Cái bổ củi này khá là nguy hiểm này. Nên là chúng ta cần phải cẩn thận nhá. Bạn nào mà dùng như mình ấy là phải cẩn thận. Chúng ta ấn ok này. Đây hình như được rồi đấy. Ơ. Chưa được à, chưa được à. À đây rồi các bạn ơi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Được rồi đây, rung rung rồi, được rồi đây. Sau khi loát xong nó sẽ như này. Úi, nhanh nha các bạn, xem nhanh không? Đấy, nhanh không? Nhanh như 1.24 luôn các bạn ơi. Ui, bạn đã khoe cá này. Đấy, các bạn thấy chưa? Ghê không? Rồi nhá, vậy thì chức năng tàng hình không được này. Mã hóa tên cũng không được này. Bây giờ mình câu con cá xanh cho các bạn xem nhá. Đây con cá xanh rồi, chúng ta sẽ đợi 10 giây nhá các bạn ơi. Về cái phần này thì các bạn cứ bổ thoải mái, không bị... Các bạn cứ bổ thoải mái, nhưng mà vấn đề là khi mà cá cắn ấy, chúng ta cần phải đợi tầm độ 10 giây trở lên nhá các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ câu được. Đó. Còn nếu không ấy, thì các bạn có thể là ra đảo ăn Tết luôn. Ôi giời ơi. Mình tưởng là con cá xanh xanh hóa ra lại là cái con đấy này. Rồi. Đấy, rất là hay này các bạn này. Về phần bổ củ này rất là nhanh. Giúp chúng ta tiết kiệm thời gian rất là nhiều. Đấy, các bạn cứ từ từ bổ thôi bởi vì cái này nó rất là nhanh rồi. Bổ củi này là rất là nhanh rồi các bạn, không vấn đề gì nhé. Nhưng mà các bạn nên nhớ là khi mà cá cắn ấy thì để 10 giây rồi mới nhấc lên. Cá này nó có cả cắn nhanh rồi cho nên là chúng ta cần phải đợi 10 giây nhá. Chứ còn nhấp 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 thế kia thì mới có thể là giật ngay được. Mà tốt nhất là các bạn đừng giật ngay, các bạn giật ngay làm cái gì đúng không? Khi mà chúng ta đã có cái bổ củi rồi thì cần phải giật ngay làm gì? Bổ củi không mít lại còn lóc cam nữa. Rồi, hai con cá quần luôn các bạn ơi, tưởng là con cá xanh. Chắc con cá quần nốt. Rồi, cái này thì rất là tiện này các bạn này. Đấy, giúp chúng ta tiết kiệm thời gian rất là nhiều. Và chọn con to thôi. Đây các bạn ơi, bốn này chắc là được. Cái cần này thì mình nghĩ là nó sẽ được thôi, không vấn đề gì cả. Các bạn đoán là con gì đây? Mình đoán chắc con cá ngừ hay là cá nặng hải, cá thái dương hoặc là con cá heo, cá mập gì đó. Bạn đã bảo hẹn gặp lại kìa. Ok, chào bạn nhá. Rồi bây giờ mình nhấc lên nào. Trời ơi, đứt rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ bổ củi đâu sang là mấy giờ rồi? Bây giờ 5 giờ chiều đúng không? 5 giờ chiều. Rồi bây giờ mình sẽ bổ ở đây nhá. Bơi nhanh lắm các bạn.
Đây nha, mình bổ trước mặt các bạn này luôn nha. Hello bạn nhỏ, lâu rồi không gặp. Rồi nha, mình cứ bổ nha. Để xem được con to là không, gần tối rồi đấy các bạn ạ. Gần tối sẽ, hy vọng là mình sẽ được bóng 5 nào đó. Sao mình bổ này mà bạn ấy không lấy gì nhỉ? Đây rồi, bốn đây rồi các bạn ơi. Nhanh lắm. À nó vẫn nhấp này các bạn này. Vẫn nhấp nha, nhưng mà nó hiện cái dấu chấm cảm nhanh thôi. Thì chúng ta cứ để nó khi nó cắn là để 10 giây đi thì chắc chắn là được nha các bạn nhá. Cá bóng bốn ở thuyền thì nó cũng không hiếm lắm đâu, cho nên là các bạn câu lên để lấy tiền, cài tiền thôi, chứ còn cái vấn đề là bóng 5 cơ, bóng 5 là cái vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm này, bóng 5 ở thuyền đấy. Còn cái này thì chúng ta cứ để tầm độ 10 giây thì chúng ta giật nhá. Thì cái này thì nó nhanh thôi, không có là các bạn là có thể là muốn nhanh quá là bị ra đảo đấy. Rồi nha, chúng ta giật nha các bạn ơi, giật nào, lên nào. Trời ơi, đứt luôn kìa các bạn ơi. Cái cần này vui quá. Sao mình câu cá nhỏ thì chả đứt, lấy cá to đứt nhỉ. À, cái này nhanh quá cũng không được các bạn. Nên là các bạn chú ý là phải cá nó xuất hiện cái dấu chấm cảm ấy thì chúng ta nhấc cần lên sau cũng được. Cá nó hết dấu chấm cảm đi, chúng ta nhấc cần lên sau nhá. Bạn này hình như đang xem mình đổ thử sao ấy. Nói chung là những cái cần ví dụ như là cái cần 15k ấy thì nó sẽ lên nha các bạn nhé. Cần 15k là chắc chắn nó sẽ lên những con bóng 4. Đấy này, lại được bóng 4 rồi này. Bổ lúc được bóng 4 rồi. Xem không các bạn ơi. Cái này phải dùng nick chính cơ, dùng nick chính có cái cần 15k ấy, mới là phê. Mà nick bạn nào có plus thì thôi rồi các bạn ơi. Chúng ta có thể bổ liên tục thoải mái luôn. Rồi, chúng ta sẽ đợi 10 giây nhé. Sau khi 10 giây xong rồi thì các bạn có thể giật lên bất cứ lúc nào cũng được. Còn khi mà chưa đủ 10 giây thì các bạn không nên ấn nhá. Mình nhắc đi nhắc lại rồi đấy. Các bạn có thể là quên thì xem lại cái video từ đầu của mình mới được. Thì mới... Trời ơi! Đứt luôn này các bạn ơi! Đứt thế nhỉ? 3 con 4 rồi, chưa là con nào cả. Toàn đứt thôi. Đây rồi các bạn ơi, bóng 5 đây rồi. Đây rồi. Bóng 5 này là con gì nhỉ? Đây là 10:57 các bạn ơi. 10:57 không biết là con gì đây. Hình như là 55 đến 00 hay là cái gì á. Là 55 đến 05 gì đấy là được con sát thủ hay là con gì nhỉ? Con nhóm voi đấy các bạn. Nếu mà lần này mà đứt nữa thì chắc là thôi mình ngừng quay ở đây luôn mất. Rồi các bạn ơi, chúng ta bắt đầu là nhấc cần nha. Nhấc cần thẳng. Lên nào các bạn ơi, lên đi. Trời ơi, lên nào. Ôi giời ơi các bạn ơi. Cả nhau búa lên trời ơi. Số mình đen quá các bạn ơi. Tầm này lẽ ra ít nhất phải được quan sát thủ chứ. Và đó là những gì mà mình muốn chia sẻ cho bạn ngày hôm nay. Vậy thì các bạn có thể tải cái game Golden cũng như là cái script của bạn Minh Thiện, mình để phần mô tả cũng như là phần bình luận được ghim nhé các bạn nhé. Nếu như bình luận được ghim không có, mình quên ấy, thì có thể là các bạn vào cái phần mô tả của mình để chúng ta lấy nhé. Và rồi, bây giờ thì nếu như các bạn thấy video hữu ích thì các bạn hãy ấn nút đăng ký kênh và tiếp tục theo dõi mình nhé. Dạo này thì mình bận làm những cái công việc khác cho nên là mình chưa có thời gian review cho các bạn được nhiều. Nhưng mà có những cái script mới nào ấy, thì mình vẫn sẽ review cho các bạn nhé. Và các bạn nên nhớ là làm theo như là mình, y hệt mình trong video thì không bao giờ bị ra đảo nha các bạn nhé. Còn nếu không thì các bạn dùng lung tung là các bạn có thể bị ra đảo ngay lập tức đấy. Và rồi, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Mình bổ tiếp được xem còn được con gì không. Thôi, không được con gì rồi, thôi.
nghỉ 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 nghỉ